Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh của Lời Giải Hay. Ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ tiếp tục phần 3 La Mã Reading. Chủ đề của ngày hôm nay là Teenagers and Voluntary Work, có nghĩa là các bạn thanh thiếu niên và những công việc tình nguyện. Chúng ta cùng nhau đến hoạt động số 1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the pictures below to help you. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp và hoàn thành cái sơ đồ dưới đây. Và sơ đồ dưới đây là những cái hoạt động tình nguyện phổ biến cho những cái bạn thanh thiếu niên. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái bức tranh này để giúp đỡ mình trong việc là nghĩ dậy thêm ý tưởng mới. Volunteering activities. The first activity is helping at a food bank. Có nghĩa là giúp đỡ, giúp việc tại một ngân hàng thực phẩm. Selling handmade items. Có nghĩa là chúng ta bán những cái đồ thủ công. Raising money for charity. Tức là chúng ta gây quỹ từ thiện. Và ở đây cô sẽ có thêm hai hoạt động nữa để có thể cung cấp cho các em cái ý tưởng mới. Đấy là hoạt động ví dụ như là dạy kèm trẻ em nghèo chẳng hạn. Tutoring là chúng ta dạy này. Trẻ em nghèo là poor children. Hoặc hoạt động tiếp theo các em có thể cho thêm đấy là cung cấp những cái bữa ăn miễn phí, ví dụ như là delivering free meal. Đó. Ngoài ra thì các em có thể thêm những hoạt động như là chăm sóc người già, ví dụ như là looking after the elder. Đấy cũng là một trong những cái hoạt động rất là hay. Rồi. Tiếp theo phần số 2, chúng ta sẽ đọc đoạn văn và chọn cái ý chính của cái đoạn văn đó. Bây giờ cô trò mình sẽ đọc đoạn văn và dịch đoạn văn trước. I joined the volunteer club when I start secondary school. Tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện khi tôi bắt đầu học cấp 2. The club was formed 15 years ago, shortly after the school was set up. Câu lạc bộ này thì đã được hình thành cách đây 15 năm, ngay sau khi trường học được thành lập. Since then, it has organized various volunteering activities. Kể từ đó, nó đã tổ chức các hoạt động tình nguyện khác nhau for all students to participate, cho tất cả các sinh viên tham gia. One of the most popular activities for our club is selling handmade items to raise money for the local orphanage and homeless old people. Một trong những hoạt động phổ biến nhất của câu lạc bộ chúng tôi đấy là bán những cái đồ handmade để có thể gây quỹ cho cái trung tâm mồ côi địa phương hoặc là cho những cái người già neo đơn. Last year, we also raised over 100 million Vietnam dong to help people in flooded areas. Năm ngoái thì chúng tôi cũng đã gây quỹ khoảng được 100 triệu đồng tiền Việt Nam để giúp đỡ những người ở vùng lũ lụt. The money was used to buy warm clothes, blankets, food and clean water. Số tiền này đã được sử dụng để mua những quần áo ấm, mua chăn, mua thức ăn và mua nước sạch. Our club welcomes different types of donations, clothes, picture books, unused notebooks and other unwanted items. Câu lạc bộ của chúng tôi cũng rất là khuyến khích những cái hoạt động quyên góp khác, ví dụ như là quần áo này, những cái bức tranh, những cái sách ảnh, những cái quyển vở không sử dụng và những cái đồ dùng mà không sử dụng nữa. At the end of each month, we take the donations to the community center. Ở cuối mỗi tháng thì chúng tôi đã quyên góp cho trung tâm. Chúng tôi tổ chức cái hoạt động quyên góp cho trung tâm. Our club also organized after school games for the children at the orphanage and concert for the old people at the center. Câu lạc bộ của chúng tôi thì cũng tổ chức những cái hoạt động sau giờ học cho học sinh, cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. Và các buổi hòa nhạc cho người già tại trung tâm. Đấy.
In addition, it offers other volunteering activities such as helping a food bank or delivering free meals to poor families. Thêm vào đó thì cái hoạt động còn cung cấp những cái hoạt động khác. Chúng tôi còn cung cấp, câu lạc bộ còn cung cấp những hoạt động tình nguyện khác, ví dụ như giúp đỡ ở những cái ngân hàng thực phẩm, hoặc là chúng ta đưa ra những gọi là phân phát những cái bữa ăn miễn phí cho người nghèo, cho gia đình nghèo. Volunteering has helped me gain life experiences and find my sense of purpose in life. Những hoạt động tình nguyện thì đã giúp tôi có được kinh nghiệm cuộc sống và đã giúp tôi tìm thấy mục đích sống. When I see suffering and hardships, I feel thankful for what I have. Khi mà tôi gặp phải những cái thấy đau khổ và khó khăn, thì tôi cảm thấy biết ơn những gì mà mình đang có. What is more, these activities provide opportunities for me to meet other teenagers with similar interests and help me build essential life skills. Điều gì hơn còn hơn thế nữa là những cái hoạt động này cung cấp cơ hội cho tôi có thể gặp được những cái bạn trẻ khác với lại những cái sở thích giống nhau và giúp tôi xây dựng lên những cái kỹ năng sống quan trọng. Như vậy ở đây các em thấy đáp án A. Thì cái ngôi trường cấp 2 của người viết thì có cái lịch sử rất dài và thú vị. Câu này không chỉ là để nói về lịch sử của ngôi trường đúng không em? Tiếp theo, The Volunteer Club, câu lạc bộ tình nguyện thì đã thành lập 15 năm trước để giúp đỡ những cái bạn trẻ có thể có được kinh nghiệm việc làm. Hay là câu lạc bộ tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nguyện mà nó có ích cho cả cộng đồng lẫn các bạn học sinh. Câu C là đầy đủ nhất các em nhé. Chúng ta sang đến bài số 3. Chúng ta sẽ nối những từ vựng được in đậm ở bên trên với cái ý nghĩa của chúng ở bên này. Đầu tiên là various, có nghĩa là phong phú. Phong phú thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có several difference, tức là một vài những cái khác nhau. Đấy, tức là nó là phong phú. Various. Một, ta nối với C. Hai, participate là tham gia. Ta có participate bằng nghĩa với take part in, tham gia vào một hoạt động nào đấy. 2D, items, các cái đồ vật thì còn có nghĩa là objects or things. Raise là khuyên góp, hay chúng ta còn gọi là collect money. 4, ta đi với E. Và cuối cùng 5, phân phối, ta đi với take things to someone. Từ này còn có thể dịch là chúng ta gọi là trao gửi, cung cấp, đưa các thứ cho mọi người, cho ai đó. Được chưa nào? Giờ các em chiếu vào vở nhé. Bây giờ chúng ta sang đến bài số 4. Bài số 4 đề bài như sau. Read the text again. Chúng ta sẽ đọc lại bài văn một lần nữa. Decide whether the following statement true or false. Xem các câu sau là đúng hay sai. Câu số 1. Câu lạc bộ tình nguyện thì được thành lập rất là lâu sau khi ngôi trường được mở. Ở đây ta thấy, ở đây chúng ta có thông tin đúng không các em? Thông tin ở đây này các em ạ. The club đã được thành lập 15 năm sau, ngay sau khi ngôi trường này được thành lập 15 năm trước. Thế tức là không phải là ngay lâu sau khi ngôi trường này. Sau khi ngôi trường này được thành lập lâu, xong mới đến cái việc thành lập câu lạc bộ, mà là ngay sau khi ngôi trường này được thành lập. Vậy câu này bị sai rồi. False. Câu 2, tất cả các bạn học sinh đều có thể tham gia những cái hoạt động tình nguyện khác nhau. Câu này thì chúng ta thấy là thông tin ở phần này. Ở đây các bạn thấy là since then it's organized various volunteering activities for all students. Kể từ đó tổ chức rất nhiều hoạt động tình nguyện cho học sinh tham gia. Thế vậy câu này chúng ta chọn là choose. Câu 3. Cái số tiền mà đã được thu gọi là số tiền mà được khuyên góp từ việc bán đồ handmade
thì được sử dụng để xây dựng cái trung tâm địa phương cho những đứa trẻ mồ côi và những người nghèo, người già neo đơn. Câu này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thông tin. Đây, một trong những hoạt động phổ biến của câu lạc bộ đấy là bán đồ handmade để có thể gây quỹ cho gọi là trại mồ côi trung ở trung tâm và người già neo đơn. Như vậy chúng ta thấy câu này cũng choose. Chữa câu số 4. Student can volunteer at the orphanage or the community center. Các bạn học sinh có thể tình nguyện. Các bạn học sinh có thể làm tình nguyện ở những trại mồ côi hoặc là trung tâm phát triển cộng đồng, trung tâm cộng đồng. Ở câu này thì các em có thể thấy là chúng ta có cái thông tin ở phần này. Đây, các bạn học sinh có rất là nhiều hoạt động ở trung tâm phát triển cộng đồng. Ví dụ như là raise money for the local orphanage and homeless old people. Đó, và các bạn ấy vào mỗi cuối tháng thì sẽ take the donation to the community center. Như vậy câu này chúng ta thấy là hoàn toàn chính xác vì có thông tin của cả hai. Ta sẽ chọn đáp án choose. Câu 5. Club members can also have cook free meals for poor people, poor families. Các thành viên ở trong câu lạc bộ thì có thể giúp đỡ nấu những cái bữa ăn miễn phí cho những gia đình nghèo. Thì ở đây các em để ý là ở đây đề bài có nói, bài viết có nói đấy là gì? In addition, it offered other volunteer activities. Thêm vào đó, câu lạc bộ cũng cung cấp những cái hoạt động tình nguyện khác. Ví dụ như là helping at a food bank, giúp đỡ, hỗ trợ ở cái ngân hàng thực phẩm. Thì ở đây không phải là người ta không nói rõ là các bạn ấy sẽ nấu ăn hay làm gì, mà chỉ là support thôi, chỉ là hỗ trợ thôi. Nên ở đây ta sẽ chọn là false, bởi vì câu này chưa được đầy đủ thông tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 5. Work in pairs. Discuss the following questions. If you were a member of the volunteer club, what could you do to help? Làm việc theo cặp, thảo luận những câu hỏi sau đây. Nếu như bạn là một thành viên của một câu lạc bộ tình nguyện, thì bạn sẽ làm những gì để giúp đỡ mọi người? Đối với câu hỏi của bài này, các em có thể trả lời như sau. If I were a member of a volunteer club, I would organize after-school games for the children at the orphanage. Nếu như tôi là một thành viên của câu lạc bộ tình nguyện, thì tôi sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài giờ học cho những cái bạn, cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi. Because I want to help them not only study better, but also have a lot of fun after hard working days. Bởi vì tôi muốn giúp đỡ họ không chỉ trong việc học hành tốt hơn, mà cũng là muốn cho các em có được cái giờ phút vui vẻ sau những cái ngày học hành mệt mỏi. Đó, thì các em có thể ghi lại ở trong vở. Và cô hoàn toàn khuyến khích các em có thêm một đáp án sáng tạo cho riêng mình nhé. Rồi, cô cảm ơn các em đã theo dõi video. Ngày hôm nay chúng ta đã xong được phần bài của mình rồi.